Alo, xin chào các bạn. Hôm nay mình rảnh mình lên cái video này mình chia sẻ với anh em cái cách mình rút full cái máy iPhone 7 Plus này nha các bạn. iOS 15.8.1 nè. Thì tình trạng máy này thì hoạt động bình thường thôi. Trước khi các bạn jailbreak hay là rút full gì đó, các bạn nên tắt cái tìm iPhone đi nha. Để nhiều lúc rủi ro nó treo táo hay gì thì mình nhớ ID hay gì á. Mình không nói, nhiều lúc các bạn quên hay gì nó cũng hơi lằng nhằng nha các bạn. Cái này mình rút full đó, cài xì ra không có cần USB luôn nha. Các bạn chưa có cái tool WinRAR á thì các bạn lên link các bạn tải về, có một số cái driver với lại hướng dẫn sử dụng á, các bạn cài cho mình trước cái driver rồi mình ghim vô máy tính, mình mở cái tool WinRAR lên với lại mình mở cái device manager để trong quá trình mà nó chạy á, driver nó bị lỗi hay là nó chuyển driver tới lui á, mình dễ quan sát nha các bạn. Sau khi mà mình mở cái tool WinRAR lên á, cái điện thoại mình đã nhận nè, này rootless rồi root full. Hôm nay chia sẻ với các bạn là cái cách mình chạy root full nha. Cái tool WinRAR 2.1 mới ra nè các bạn, nó nói khá là kỹ ha. Ví dụ cái máy các bạn mà 16GB á thì mình không có nên root full nha, root full bằng cái cách khác. Rồi cái này là 128GB nè, thì đầu tiên á là mình phải tạo cái ổ ảo cho nó. Các bạn tích vô cái ô là Create File S, rồi các bạn bấm Next trên tool là nó sẽ đưa cái máy mình vô chế độ Recovery. Trước khi các bạn mở cái tool WinRAR á thì quên nói các bạn là các bạn phải tắt trình duyệt virus trước nha, chứ các bạn mở lên là không có được ha. Sau khi vô Recovery á, driver nhận thì tiếp tục mình vô DFU. Ví dụ cái máy này DFU là volume trừ dưới nguồn, các bạn nhấn giữ đếm 1, 2, 3 rồi bu phím nguồn, vẫn giữ volume trừ là nó sẽ vô DFU. Cái tool nó sẽ nhận diện nè, rồi bắt đầu nó chạy nha các bạn. Khi mình cài driver đúng á thì cái tool nó sẽ từ từ nó sẽ tìm đúng driver của nó là nó chạy thôi. Cái này thì trên Windows cho nên cái phần cài driver nó cũng hơi lằng nhằng ha. Các bạn xem kỹ những cái video trước là các bạn làm được. Thì khi mà cái tool nó cái bước check-in á, cái máy mình nó sẽ boot lên. Rồi các bạn đợi cho nó có những cái lệnh bông OS hay là lệnh code gì đó là nó sẽ chạy tiếp tục. Trên tool nó sẽ báo on down, nhưng mà cái bước này là bước số 1 thôi nha các bạn. Cái bước này là nó ghi là đang tạo ổ ảo nè. Các bạn đợi 10 phút. Mình nói 10 phút vậy thôi chứ thật ra không có tới các bạn. Hầu như là mình để ý là khoảng tầm 6-7 phút nha. Rồi lúc này thì các bạn cứ đợi. Nhớ là đừng có rút cáp nha các bạn. Cái này là nó trong quá trình tạo ổ ảo thì các bạn cứ để ghim cáp cho nó tạo ha. Rồi anh em có uống cà phê, cà pháo gì đó, rồi chờ một xíu nó chạy xong á thì mình quay lại mình làm tiếp nha. Cái này chỉ là cái bước số 1 thôi ha. Tạo ổ ảo để cho nó rút full trong cái máy á. Khi mà nó tạo ổ ảo xong á, cái máy mình nó sẽ khởi động lên. Các bạn đợi cho nó khởi động lên, máy tính nhận lại cái điện thoại đầy đủ á, thì tiếp tục mình làm cái bước số 2. Cái này các bạn làm từ từ thôi ha. Ổ ảo thì nó chưa có balance range là hợp lý nha. Rồi mình trở lại mình mở lại cái tool WinRAR, tiếp tục mình chạy cái bước số 2. Cái này thì nói chung root full hiện tại nó hỗ trợ khá là nhiều các bạn, từ nói chung là từ 5S tới iPhone X tới iOS cao nhất luôn, hiện tại là 16.7.5 luôn ha. Đó các bạn thấy không, nó bị mất hết 10GB ha. Rồi mình trở lại cái tool WinRAR, đợi cái máy nó nhận, mình chạy cái bước số 2 nè, root full. Hồi nãy mình tạo ổ ảo, các bạn đừng có chọn ổ ảo nữa nha. Nói chung cái bước số 2 là mình root full đó các bạn, mình không có chọn gì hết, nhưng mà mình tích vô cái ô root full thôi. Còn hai cái ô sau mình không có chọn nha. Cái ô cuối là dạng như là mình khôi phục lại cái dung lượng của cái ổ ảo á. Rồi lúc này thì mình làm lại như cũ thôi, vô recovery rồi vô DFU, tool nó sẽ làm việc. Thường thường á là mình làm trực tiếp 2-3 lần trên cái tool WinRAR á, thì cái lỗi driver nè, các bạn thấy lỗi driver không? Mặc dù cái máy vô DFU nhưng mà nó bị kẹt driver WinRAR nè, đó thấy không? Cái mấu chốt là ở đây nha, các bạn phải gỡ driver WinRAR đi nếu mà máy các bạn nó bị kẹt nha. Khi mình gỡ driver xong á, mình làm mới cái driver lại thì cái tool sẽ nhận cái máy ở trong chế độ DFU. Hiện tại cái tool WinRAR á 2.1 nó vẫn cho mình chạy trong chế độ DFU nha. Rồi các bạn tích lại như cũ, rồi các bạn bấm Next là nó sẽ jailbreak root full cho mình. Mình đợi cho nó on down thôi, rồi máy khởi động lên, kiểm tra có balance range,
rồi mình thêm xi leo hay gì đó thì các bạn cài ha. Lúc này thì mình đợi nha các bạn, cứ đợi cho nó khởi động lên đi, cài đúng driver là nó chạy ào ào thôi. Tool gen thì mình chạy không có cần USB gì hết á, mình chạy trực tiếp một cái tool thôi, khá là tốt. Cái này nếu mà các bạn là Jared để bypass hello full nghe gọi hay gì á thì mà các bạn cứ lấy tool gen mà các bạn chạy. Rồi khi Jared xong á mình cứ đợi nha, chờ xíu thì cái balance gen nó mới hiện lên, chứ mình đừng có nôn nóng quá, làm cái này làm từ từ các bạn. Rồi có cái balance gen nè, rồi vậy là ok thôi, ngon lành ha. Rồi có balance gen rồi á, mình vô mình cài cái Cleo, cài Cleo xong mình thêm cái nguồn mới để mình cài cái CDA nha các bạn. Máy này là root full nè, cài Cleo. Nhiều lúc các bạn cài Cleo mà nó giống như nó chưa có thì mình vô mình cài đặt lại nha. Hỏi mật khẩu thì các bạn bấm gì cũng được, trên dưới giống nhau đó, các bạn thấy không, nó chưa có Cleo nè, giống như nó chưa có đồng bộ lại cái dung lượng của cái máy á, thì mình bấm lại nha các bạn. Mình vô mình cài đặt lại cái Cleo là nó sẽ lên bình thường thôi. Chứ nhiều lúc mình mới ra rest xong á, nói chung nó chưa có đồng bộ lại những cái phần của cái máy á, thì mình cài lại lần nữa là được ha. Có Cleo rồi, tiếp tục mình thêm cái nguồn, cài cái CDA. Hiện tại CDA nguồn cũ thì đang bảo trì nha các bạn. Các bạn thêm cái nguồn mới cho mình ha. Cái nguồn mới đây hiện tại nó cài khá là ngon, các bạn cứ thêm cái nguồn mới đi. Cũng có cái video mà mình chia sẻ cái cách cài file dép á, nhưng mà nó hơi rườm rà các bạn. Thì giờ các bạn thêm cái nguồn này nè, cài CDA trực tiếp luôn ha, khá là tiện. Rồi các bạn xem video cảm thấy hay kết thì like đăng ký kênh chia sẻ giúp mình. Xin chào, cảm ơn các bạn.